Chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn đến với chuyên mục An ninh Lâm Đồng số đầu tiên của năm 2021. Chuyên mục hôm nay có những tin chính sau đây. Công an các đơn vị địa phương triển khai nhiệm vụ công tác công an năm 2021. Hội phụ nữ Bộ Công an tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác hội. Bắt nhiều đối tượng vận chuyển tàn trữ, pháo nổ trái phép. Cuối chuyên mục là phóng sự, an toàn cho du khách du xuân. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Vừa qua, Công an thành phố Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lê Vinh Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc chỉ đạo đảm bảo các mặt công tác về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đồng thời tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, nên đã có nhiều chuyển biến trong công tác, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra đột biến bất ngờ. Năm 2020, thành phố Bảo Lộc xảy ra 131 vụ phạm pháp hình sự, giảm 36 vụ so với năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích mà Công an thành phố Bảo Lộc đã đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh, phát huy những thành quả đã đạt được, Công an thành phố Bảo Lộc cần khắc phục khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo giữ vững ổn định về chính trị, nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu. Công an huyện Đơn Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Lê Hồng Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm qua, bám sát chương trình kế hoạch công tác, Công an huyện Đơn Dương đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai các kế hoạch chuyên đề về phòng chống tội phạm tín dụng đen, tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm, hoạt động theo mùa vụ. Từ đó đã giữ vững địa bàn, kéo giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 88%. Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đơn vị đã kiểm tra phát hiện 41 vụ vi phạm về môi trường, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xử phạt số tiền gần 200 triệu đồng, tiếp nhận giải quyết 169 tin báo tố giác tội phạm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Hồng Phong yêu cầu Công an huyện Đơn Dương tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa tội phạm, nhất là tại những địa bàn giáp ranh, chủ động phòng ngừa tội phạm lợi dụng mùa vụ để gây án. Trước mắt, triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Công an huyện Bảo Lâm cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đại tá Nguyễn Quang Thống, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2020, bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, địa bàn, Công an huyện Bảo Lâm đã kiềm chế được sự gia tăng tội phạm. Địa bàn xảy ra 56 vụ phạm pháp hình sự, tài sản thiệt hại trị giá trên 347 triệu đồng. So với năm 2019, án chung giảm 29 vụ. Công tác xây dựng lực lượng được Công an huyện chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và trình độ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Với những cố gắng đó, năm 2020, Công an huyện Bảo Lâm đã đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Năm 2020, bám sát chương trình kế hoạch công tác, Phòng Cảnh sát Hình sự và lực lượng Cảnh sát Hình sự toàn tỉnh đã chủ động các phương án đấu tranh phòng ngừa tấn công mạnh bọn tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đã gọi hỏi răn đe 826 đối tượng, đấu tranh giải quyết 32 chuyên án, bắt 92 đối tượng. Qua đó đã kéo giảm số vụ phạm tội, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 90%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 97%, vượt kế hoạch đề ra. Với những thành tích nổi bật, năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục giữ vững đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, được Bộ Công an tặng cờ thi đua. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đinh Xuân Huy nhấn mạnh, đơn vị phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng lực lượng, chủ động tấn công mạnh tội phạm mọi lúc, mọi nơi. Trước mắt là thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu. Sáng ngày 5 tháng 1, tại thành phố Đà Lạt,
Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội và hội thảo nâng cao chất lượng cán bộ hội, hoạt động của hội phụ nữ các cấp trong công an nhân dân, với sự tham gia của 250 đại biểu đến từ 126 hội phụ nữ công an các đơn vị địa phương, các cục nghiệp vụ, trường công an nhân dân trong cả nước. Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 1, các đại biểu được bà Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam truyền đạt những kiến thức, chuyên đề liên quan đến quy trình, phương pháp giám sát, phản biện xã hội về pháp luật, chính sách trong các cấp hội phụ nữ công an nhân dân. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an quán triệt chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo Đại hội Phụ nữ các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, hướng dẫn quy trình, quy định chung trong tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp, công tác chuẩn bị văn kiện, kế hoạch tuyên truyền về đại hội. Lớp tập huấn sẽ dành thời gian để tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội và hoạt động của hội phụ nữ các cấp trong công an nhân dân với nhiều báo cáo tham luận sát với thực tế sẽ được trình bày tại hội thảo này. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, sau 20 ngày ra quân, nhiều đơn vị địa phương đã lập công xuất sắc, trấn áp mạnh bọn tội phạm, bắt nhiều vụ vận chuyển tàng trữ trái phép pháo nổ. Mời các đồng chí và các bạn cùng điểm qua một số vụ việc nổi bật. Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 30 tháng 12, trong lúc tuần tra, phát hiện chiếc ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc thuộc trạm Madagui, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã ra hiệu lệnh để dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 4 thùng giấy được dán kín. Lái xe là Hà Huỳnh Thục, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, và người đi cùng là Nguyễn Văn Huy, 26 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 4 thùng giấy đáng ngờ được kiểm tra và trong đó là pháo các loại với tổng trọng lượng là 89,2 kg. Tài xế Thục khai số hàng hóa trên do Huy thuê chở. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Huy khai nhận toàn bộ số pháo nói trên được vận chuyển lên huyện Đức Trọng, giao cho một người khác. Cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Huy, tạm giữ xe ô tô để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2020, qua công tác trinh sát, công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang Trần Huỳnh Hải, 31 tuổi, trú tại xã N thôn Hạ huyện Đức Trọng, về hành vi cất giấu 5 hộp pháo nổ, 10 bịch pháo bi, trọng lượng 17 kg tại một căn nhà ở xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Hải khai nhận đặt mua pháo qua mạng về để sử dụng. Trước đó, trong 15 ngày đầu của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an huyện Đức Trọng đã bắt giữ 5 vụ tàng trữ pháo nổ trái phép. Qua đó đã xử lý hành chính 2 vụ, 3 vụ còn lại đang xem xét để xử lý hình sự. Sau hơn 2 tuần ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an thành phố Bảo Lộc đã ngăn chặn bắt giữ hàng chục xe mô tô độ chế do các thanh thiếu niên điều khiển lạng lách đánh võng, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hầu hết người vi phạm có độ tuổi từ 14 đến 22 tuổi, đến từ nhiều địa phương giáp ranh với thành phố Bảo Lộc. Theo tìm hiểu, những thanh niên này thường thông qua mạng xã hội hẹn nhau tụ tập tổ chức đua xe lạng lách đánh võng trên quốc lộ 20, đoạn qua thành phố Bảo Lộc và một số tuyến đường trong nội ô thành phố. Hành vi này đã vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Không ít thanh niên đã từng vi phạm nhiều lần, nhiều người còn ở độ tuổi vị thành niên. Các đối tượng vi phạm đều đã được xử lý nghiêm, một số còn ở tuổi vị thành niên đã bị xử lý hành chính, gửi thông báo về địa phương hoặc nhà trường để kịp thời có biện pháp quản lý giáo dục. Trong thời gian tới, Công an thành phố Bảo Lộc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển các phương tiện, nhất là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, và các hành vi vi phạm an toàn giao thông, nhất là những lỗi vi phạm tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Bá Lộc sinh năm 1993, Huỳnh Ngọc Phúc sinh năm 1995 và Đặng Viết Phương sinh năm 1990 cùng trú tại thị trấn Đờ Rang, huyện Đơn Dương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, khoảng tháng 4 năm 2020, Lộc và Phương lập ra trang Facebook với tên Chia sẻ vì người nghèo, đăng tải thông tin về những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, rồi kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ tiền cho những trường hợp này. Số tiền được gửi vào tài khoản của Phương.
Sau khi nhận được tiền của những người hảo tâm, hai đối tượng rút tiền chia nhau tiêu xài. Đến tháng 6 năm 2020, do có mâu thuẫn trong việc ăn chia số tiền nhận được, nên Lộc và Phương không làm ăn chung. Lộc rủ Huỳnh Ngọc Phúc cùng tham gia sử dụng tài khoản của Phúc để nhận tiền và chia đều cho nhau. Phát hiện dấu hiệu đáng ngờ của trang Facebook này, Bộ phận đấu tranh với tội phạm công nghệ cao Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập chuyên án đấu tranh và đã làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng. Tính đến cuối tháng 12 năm 2020, trang Facebook này đã có gần 15.000 người quan tâm theo dõi. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã nhận được tiền hỗ trợ từ hơn 1.000 tấm lòng nhân ái và đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục làm rõ. Vừa qua, Công an huyện Lạc Dương đã ra quyết định xử phạt chủ hai cano đưa đón khách du lịch trái quy định trên khu vực Hồ Đan Kia Suối Vàng với số tiền 24 triệu đồng. Trước đó, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Lạc Dương đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra phát hiện trên khu vực Hồ Đan Kia Suối Vàng, hai ông Đào Văn Tiến, 46 tuổi và Đoàn Trung Kim, 47 tuổi, đều trú tại thị trấn Lạc Dương, sử dụng cano chở khách hướng vào điểm du lịch Cây Thông Cô Đơn. Qua làm việc, hai chủ cano không cung cấp giấy phép kinh doanh, phương tiện không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thuyền viên không có giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp, vận tải hành khách không phép. Trên cơ sở đó, Công an huyện Lạc Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi chủ phương tiện 12 triệu đồng và tạm giữ phương tiện. Với tội danh giết người, cướp tài sản, bị cáo Nguyễn Phước Châu sinh năm 1976, trú tại tỉnh Tiền Giang, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt mức án tử hình. Theo cáo trạng, năm 2018, Châu từ tỉnh Tiền Giang lên huyện Di Linh làm thuê và quen biết với chị Đoàn Thị Huỳnh Giao, sinh năm 1977, trú tại thành phố Bảo Lộc, qua mạng xã hội. Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2019, chị Giao cùng Châu đến xã Tân Lâm, huyện Di Linh hỏi mua đất, thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Châu đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát làm chị Giao tử vong rồi vứt xác nạn nhân trong vườn cà phê. Sau đó, đối tượng lấy xe máy, điện thoại, nhẫn và bông tai bằng vàng của nạn nhân rồi bỏ trốn về Tiền Giang. Sáng ngày 26 tháng 11, thi thể của chị Giao được quần chúng phát hiện trong tình trạng phân hủy. Ngày 28 tháng 11, Công an Lâm Đồng đã bắt được Châu khi y đang lẫn trốn tại xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Xét hành vi của Châu là dã man, mang tính chất côn đồ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Châu mức án tử hình, đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí cho gia đình nạn nhân là hơn 350 triệu đồng. Kính thưa các đồng chí và các bạn, Tết Dương lịch 2021 cùng với ngày nghỉ cuối tuần, du khách đã lựa chọn thành phố Đà Lạt làm điểm đến du xuân. Mặc dù có thời điểm giao thông tại thành phố Đà Lạt bị quá tải, ùn tắc cục bộ, nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an thành phố Đà Lạt đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho du khách du xuân. Theo thống kê, trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2021, thành phố Đà Lạt đón hơn 37.000 lượt du khách, tăng hơn 26,7 nghìn lượt so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, lượng xe ô tô và xe máy cá nhân của du khách đổ về thành phố Đà Lạt tăng cao nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại cửa ngõ ra vào thành phố và những trục đường chính. Do dự báo trước tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Lạt đã thường xuyên có mặt tại những điểm nút giao thông quan trọng, kịp thời điều tiết phân luồng nên đã không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Vì thế, việc di chuyển của người dân và du khách luôn được thông suốt, đảm bảo an toàn. Trên này thì không khí thì cũng được khá là dễ chịu, hoa đồ cũng đẹp, đường xá thì hơi đông, và giao thông thì hơi phức tạp. Kiểu như không có đèn xanh đèn đỏ, cho nên là nhưng mà còn một số giờ cao điểm thì hơi khó khăn xíu, đi di chuyển cũng hơi khó khăn xíu. Em lên Đà Lạt cũng nhiều rồi anh, nhưng mà không, lần này thì em lên được 4-5 ngày. Thích Đà Lạt, không khí nó đẹp, mát, rồi kiểu như đồ ăn ở đây cũng ngon, với lại người dân Đà Lạt cũng rất là thân thiện. Nó không có đèn giao thông á, nên là kiểu như khi mà có quá nhiều khách du lịch thì nó hơi hỗn loạn, xong rồi đi kiểu loạn xả. Để đảm bảo an toàn giao thông cho du khách, Công an thành phố Đà Lạt đã huy động 100% quân số ứng trực, trực tiếp tham gia phân luồng, chủ động điều tiết giao thông trên tất cả các tuyến đường nội ô. Quan điểm là bám đường, xử lý nhanh, hướng dẫn nhắc nhở là chính, nhưng cũng cương quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.
Từng cán bộ cảnh sát giao thông phải là những người hướng dẫn viên nhiệt tình, thân thiện như bản tính vốn có của người Đà Lạt. Với tinh thần nâng cao trách nhiệm, chúng tôi không quản ngại gian khó, luôn nêu cao tinh thần nhiệt tình, hăng hái, cắm chốt điều tiết giao thông, điều tiết không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, luôn để phương tiện lưu thông trên đường liên tục, không gây cản trở cho nhân dân trong đi lại trong dịp Tết dương lịch. Không chỉ đảm bảo tốt tình hình an toàn giao thông, tại các điểm tham quan, khu vui chơi cũng được Công an thành phố Đà Lạt bố trí lực lượng tuần tra túc trực, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách. Theo đó, trong dịp nghỉ Tết dương lịch, toàn thành phố không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. An ninh trật tự tại các điểm vui chơi, khu du lịch được đảm bảo. Tình trạng nâng ép giá trong kinh doanh, cò đặc sản đã giảm rõ rệt. Lượng khách đông nhưng hầu hết du khách đều ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Du khách tấp nập đổ về Đà Lạt, dấu hiệu mừng của ngành du lịch, nhưng cũng đặt ra cho lực lượng công an nhiều thách thức trong việc bảo vệ an ninh an toàn. Với phương châm thức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ ngon, tin tưởng Công an thành phố Đà Lạt sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là công an của nhân dân. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.